Xin chào các bạn luôn nha. Hôm nay mình sẽ quay clip mà cảnh cài đặt ở quê mình cho các bạn xem các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc máy cài nó đang cài đặt không? Rồi mình sẽ leo lên ngồi trên chiếc máy cài đó, mình ngồi mình quay luôn nha. Thử cái cảm giác ngồi trên máy cài như thế nào luôn nha các bạn ơi. Mời các bạn theo dõi nha. Các bạn thấy lưỡi cày nó bén không các bạn? Lưỡi cày rất là bén luôn phải không các bạn? Nó chạy tới đâu là đất mình nó văng phúng lên hết rồi, thấy không các bạn? Nhừ luôn thấy không các bạn? Nhìn lưỡi cày sắc bén thiệt. Ở quê mình á các bạn ơi, thường thì thu hoạch lúa xong á thì là phải mà mình phải cài đất lên như vậy nè các bạn, ai cũng vậy hết luôn, mình cài lên rồi mình phơi mặt đất, mình cắt đứt cái mao mạch của phèn các bạn, thì dù sao mình trồng lúa lại nó mới tốt nha các bạn. Ngồi không cho lên, ngồi quay chút xíu ơi. Ngồi được không? Rồi. Cái cảm giác ngồi trên chiếc máy cày nó không có im như ngồi trên chiếc xe hơi đâu nha các bạn ơi. Rất là khó ngồi luôn các bạn ơi, mình ngồi trên cái giò sắt đó các bạn. Mình ngồi mà vừa cầm điện thoại mình quay mà tới đây nó muốn văng cái điện thoại xuống đất luôn á các bạn ơi. Rồi nó giằng, nó sốc, nó lắc dữ lắm nha các bạn ơi. Chứ không phải mình ngồi êm như chiếc xe hơi mà chạy trên cái lỗ lá nữa các bạn. Nó ngồi cà tưng vậy đó. Rồi nó lắc đi lắc lịa hết trơn. Ngồi hồi muốn xay xe luôn các bạn ơi. Các bạn thấy cái bánh máy cày bự nó quay không, nó chạy không? Đó. Phải làm tài xế mà chạy máy cày cày ruộng này là tổn lắm nha các bạn. Nó tổn sức khỏe lắm các bạn ơi. Nó rất là nhồi. Chỉ có người nào chạy quen mới chịu nổi thôi, chứ mình mà lâu lâu mình lên mình ngồi á là chịu không nổi luôn các bạn, mình xuống là mình say sẩm luôn các bạn. Bạn thấy mình ngồi mình cố gắng dữ lắm mình mới quay được vậy đó các bạn, chứ thôi nó rung dữ lắm các bạn ơi. Cái chỗ ngồi á, ngồi đâu có im đâu, mình ngồi phải vịn tùm lum hết trơn á, không vịn là văng xuống đất luôn đó các bạn. Ngồi trên cái dè sắt phiêu lưu ở ngoài đó các bạn. Rồi cái này mình quay ở phía sau cái dàn cài cho mọi người xem rồi nha. Các bạn thấy không? Các bạn thấy mà cái dàn chảo đó, mình kêu cái dàn chảo đó các bạn. Bạn thấy nó lăn tới đâu là đất của mình nó nhào ra tới đó các bạn thấy không? Nó phúng ra thấy không? Nó dở hết một lớp đất ở trên mặt đó các bạn, xuống khoảng một tấc mấy hai tấc đó các bạn. Các bạn nhìn thấy mấy cái lưỡi cày nó bén dữ dằn không? Sáng giới luôn các bạn thấy không?
nhồi trên đây á các bạn, nó vừa bị bụi nè ha, rồi nó nhồi nữa, không có dễ chịu chút nào trơn các bạn ơi. Bởi vì làm tài xế mà cày đất cày ruộng cho nông dân thì cũng cực lắm các bạn ơi, mà tiền thì cũng không được cao gì mấy đâu các bạn. Có khi cày đêm luôn các bạn, có khi mà cày không kịp là phải chạy ban đêm luôn các bạn, chạy sáng đêm luôn các bạn. Ở xứ mình thì ai cũng cày ruộng gì hết trơn nè các bạn ơi. Các bạn xem thấy thích thì nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ mình nha các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng làm nhiều clip về cảnh nông thôn của mình cho các bạn cùng xem luôn nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Xuống xe một cái đi loạn trọn luôn các bạn ơi, say sẩm luôn các bạn ơi, ngồi có chút xíu là muốn say luôn các bạn.